khám phá huyền bí và kỳ lạ Peru. Peru là một quốc gia nằm ở phía tây châu Nam Mỹ. Đất nước bí ẩn này từng là cái nôi của nền văn minh Inca rực rỡ và không chỉ nổi tiếng với thành phố đã mất của người Inca, đất nước Peru còn thu hút rất nhiều du khách và các nhà khảo cổ với nhiều lễ hội đặc sắc và những phát hiện vô cùng kỳ lạ. Vậy thì đó là những phát hiện gì? Hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nhé! Bí ẩn xác ướp bị trói chặt ở Peru. Peru vốn là nơi nổi tiếng với hàng trăm địa điểm khảo cổ từ các nền văn hóa phát triển trước và sau đế chế Inca. Thế nhưng có một xác ướp đã khiến các nhà khảo cổ sững sờ, càng nhìn càng thấy rùng rợn. Đó chính là xác ướp bị trói chặt. Xác ướp này được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia San Marcos của Peru tìm thấy trong tình trạng được bảo quản khá tốt dưới lòng đất giữa quảng trường thị trấn tại một địa điểm khảo cổ gần thủ đô Lima của Peru. Và theo ước tính, xác ướp có niên đại khoảng 800 đến 1.200 năm tuổi. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên chính là tư thế kỳ quái của xác ướp này. Và thông thường, đa số xác ướp đều được tìm thấy ở trong tư thế nằm thẳng. Nhưng điều khiến các nhà khảo cổ sững sờ là nó bị trói bằng rất nhiều dây thừng trong tư thế ngồi và đôi tay thì che mặt. Trước sự bất thường này, theo phỏng đoán ban đầu của các nhà nghiên cứu, đây rất có thể là phong tục tang lễ của người miền Nam Peru thời xưa. Một điểm bất ngờ khác là các nhà khảo cổ còn tìm thấy xác một số loài nhuyễn thể biển bên ngoài ngôi mộ của xác ướp. Đây được xem là điều vô cùng bất thường bởi vì Cajama Quinla đã cách bờ biển tới 25 km mà loài nhuyễn thể biển không thể bò đi xa như vậy được. Xương của loài lạc đà không bướu cũng được tìm thấy bên ngoài lăng mộ. Theo các nhà nghiên cứu thì đây là món ăn thường được người dân thời đó ăn và vì vậy những miếng thịt lạc đà sẽ được dâng cho những người đã khuất. Việc tìm thấy một xác ướp với đặc điểm này ở giữa quảng trường khiến các nhà nghiên cứu kết luận rằng đây không phải là một công dân bình thường mà có thể là một người quan trọng trong xã hội đương đại, rất có thể là một thương nhân giàu có. Ngoài ra thì bên trong lăng mộ xác ướp này, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những món đồ cúng gồm có đồ gốm sứ, dấu vết thực vật và các công cụ bằng đá. Bí ẩn những quan tài hình người trên rìa vách đá ở Peru. Ở Cajara có những ngôi mộ rất là ấn tượng, đó là những cái quách hình tượng giống người cao 2m làm bằng đất và được phơi khô đứng trên rìa một vách đá với gương mặt oai nghi sừng sững gây tò mò cho không ít người. Theo như các nhà nghiên cứu thì những quan tài hình người treo leo trên vách đá này được gọi là sarcophagi và đây là cách mà người Chachapoya đã chôn cất người thân của họ. Người Chachapoya hay còn được gọi là người mây là một bộ lạc sinh sống tại dãy núi Andes trong các rừng mây ở khu vực Amazon, ngày nay chính là Peru. Tuy nhiên, khi mà thực dân Tây Ban Nha tới Peru vào đầu thế kỷ 16, những người thuộc bộ tộc này đã bị xâm lược và hầu như bị sáp nhập vào với đế chế Inca vĩ đại. Bộ tộc Chachapoya gần như đã bị đế chế Inca hùng mạnh chinh phục hoàn toàn. Họ buộc phải sống theo phong tục, truyền thống văn hóa của người Inca. Mặc dù vậy, những người này vẫn thể hiện nền văn minh khác biệt của họ so với người Inca, đó là tập tục chôn cất người thân trong những chiếc quách, gọi là sarcophagi rồi treo lên vách đá. Và theo các nhà nghiên cứu, mỗi quách sẽ chứa một xác ướp. Thi thể người đã khuất được đặt trong tư thế bào thai, sau đó bọc trong một cái kén bằng thân cây mía dại và buộc lại bằng dây thừng. Cấu trúc này tiếp tục được bao phủ bởi đất sét và rơm dày làm vật liệu để kết dính. Việc mai táng người chết trong những chiếc quách hình người rồi đặt trên các vách đá đã được người Chachapoya tiến hành phổ biến trong hàng nhiều thế kỷ, xuyên suốt lịch sử tồn tại của họ và được đặt cẩn thận tại vị trí gần như không thể tiếp cận giữa lưng chừng vách núi. Vì thế mà nhiều những chiếc quách đã may mắn thoát khỏi sự phá hủy của những người xâm lược. Bí ẩn những hình vẽ khổng lồ trên cao nguyên Peru. Những hình vẽ bí ẩn trên đá có ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng nếu hỏi nơi đâu nổi tiếng nhất, chắc chắn đó sẽ là những hình vẽ trên cao nguyên Nazca, được coi là một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất trong lịch sử. Vốn chỉ là một sa mạc nhỏ bé và khô cằn, nằm ở ven biển Peru, Nazca có lẽ sẽ chẳng mấy ai biết đến nếu không có một ngày vào năm 1920, những hành khách trên máy bay phát hiện hàng trăm hình vẽ khổng lồ trên sa mạc Nazca, trải rộng 500 km². Và đặc điểm kỳ lạ cùng với số lượng lớn và kích thước khổng lồ của những hình vẽ tại sa mạc này đã thực sự gây ấn tượng mạnh với các nhà nghiên cứu. Và ngay sau đó, nhà khoa học đã đổ về đây. Họ không thể ngờ rằng những hình vẽ khổng lồ này đã có hơn 2.000 năm tuổi rồi. Và cho đến nay thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện được 800 đường thẳng, 300 hình khối và 70 hình động thực vật khác nhau. Các hình vẽ Nazca nổi tiếng nhất phải kể đến là hình con chim ruồi, con kèn kèn, phi hành gia và con nhện. Tuy nhiên, người ta cũng không thể nghĩ ra người Nazca cổ đại đã thực hiện những hình vẽ khổng lồ trên như thế nào và tại sao chúng chỉ có thể quan sát được từ trên không. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Và theo Jim Woodman, một nhà nghiên cứu,
thì người Naka đã tạo ra được những khinh khí cầu để phục vụ việc tạo nên những hình vẽ này. Ông tin rằng hình vẽ không thể được thực hiện nếu không có sự trợ giúp từ những chuyến bay trên không trung. Một tờ báo khác lại cho rằng lớp sỏi đá trên bề mặt của sa mạc Naka có chứa FeO. Thông qua hàng thế kỷ, nó trở nên đen bóng. Khi mà lớp sỏi được quét đi, nó tương phản với màu bên dưới. Bằng cách này, những đường vẽ khổng lồ được hình thành bởi những đường rãnh rộng khoảng 20cm, đào sâu khoảng 35cm trên sa mạc. Cách tạo ra những đường vẽ này thì ai cũng có thể làm được. Nhưng làm sao để tạo được những đường thẳng gần như tuyệt đối? Làm sao để phóng to những hình vẽ vốn chỉ có thể quan sát được hoàn chỉnh từ trên không theo đúng tỷ lệ một cách chính xác? Thì đến nay vẫn là một trong những bí mật lớn nhất của loài người. Và sự bí ẩn của những hình vẽ Naka không chỉ ở cách người cổ đại tạo ra chúng, ý nghĩa, mục đích của chúng cũng là một vấn đề khiến các nhà nghiên cứu phải đau đầu. Có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích về mục đích của những hình vẽ này. Giả thuyết đơn giản nhất cho rằng những hình vẽ Naka là những biểu tượng liên quan đến tôn giáo. Người Naka đã vẽ những hình này để dâng lên cho những vị thần linh thiêng của họ, và vì thế kích thước của nó phải đủ lớn để các vị thần có thể nhìn thấy được từ trên bầu trời. Và một nhà nữ toán học người Đức đã dành trọn cả đời nghiên cứu những hình vẽ kỳ lạ trên sa mạc này, cho rằng đó chính là lịch thiên văn của người xưa. Dựa vào sự dịch chuyển của các chòm sao, thổ dân lúc bấy giờ sẽ dự đoán thời tiết, phục vụ việc trồng trọt của họ. Tuy nhiên, theo một số truyền thuyết thì sa mạc Naka lại là sân bay của người ngoài hành tinh, khi mà rất nhiều phi thuyền vũ trụ đã cất cánh hạ cánh tại đây, và chính những người thổ dân địa phương từ năm 200 trước công nguyên đến năm 600 đã vẽ lại những hình ảnh họ chứng kiến. Bằng chứng là ở trên sườn núi gần đó có hình vẽ một người khổng lồ có cái đầu kỳ lạ đang giơ tay chào, càng làm truyền thuyết này đáng tin cậy hơn. Và đến nay thì những đường vẽ Naka vẫn là một trong những bí ẩn khảo cổ học khó lý giải nhất. Mặc dù đã có nhiều số liệu được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu rồi, nhưng họ vẫn chưa bao giờ thực sự biết được đầy đủ ý nghĩa của chúng đó là gì. Bí ẩn thành phố đã mất của Peru. Inca vốn là một đế quốc lớn nhất ở châu Mỹ thời kỳ kiền Columbus, với những thành phố vô cùng xa hoa và thịnh vượng trong quá khứ. Tuy nhiên, đã trải qua những biến động của lịch sử, đế quốc Inca đã suy tàn và biến mất do dịch bệnh và cuộc nội chiến tranh giành quyền lực, dần dần bị lãng quên và chôn vùi bởi thời gian. Thế nhưng những tàn tích của nền văn minh này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Khi mà nhắc tới nền văn minh của người Inca, người ta thường nhắc tới Machu Picchu, một thành phố và là một khu phế tích nổi tiếng nằm trên một sườn núi trong thung lũng Urubaram ở Peru. Tàn tích là thành phố từng có nhiều cung điện, nhà tắm, đền, nhà kho và khoảng 150 ngôi nhà. Tất cả các công trình đều được làm từ đá granite xám. Nhiều khối đá nặng tới 50 tấn hoặc hơn như thế đã được đẽo gọt chính xác và được ghép vào nhau khít đến mức một lưỡi dao mỏng cũng không thể chèn qua được và hoàn toàn không dùng bất kỳ loại vữa nào. Theo các nhà nghiên cứu thì người Inca đã bắt đầu xây dựng thành phố vào khoảng năm 1400, nhưng chưa kịp hoàn thành thì đã bị lãng quên đến tận một thế kỷ. Công trình này bao gồm 3 khu vực chính là khu vực linh thiêng, khu vực dân cư ở phía nam và khu vực của các thầy tu cùng với tầng lớp quý tộc. Và trong đó thì địa điểm được cho là linh thiêng nhất ở Machu Picchu chính là ngôi đền mặt trời. Ngôi đền này có những ô cửa và những bức tường cho mặt trời dọi vào đã xác định thời gian trong năm. Ngoài đèn mặt trời còn có hòn đá Intihuatana. Đây là một linh vật giúp người Inca xác định chính xác ngày xuân phân, thu phân và những mốc thời gian trọng đại khác. Và theo truyền thuyết Saman kể lại, một số người có sự nhạy cảm cao khi chạm trán vào hòn đá này thì ngay tức khắc họ sẽ bước vào thế giới tâm linh. Ngoài lý do thiên văn học thì người ta còn cho rằng công trình đồ sộ trên một đỉnh núi cao 2.350m còn có một ý nghĩa khác. Có thể với mục đích là tránh sự xâm lược từ kẻ thù nên người Inca đã chọn một nơi hiểm trở như vậy để làm cố đô, thay vì chọn vùng đất thung lũng màu mỡ phía dưới. Giải mã mặt nạ máu 1.000 năm tuổi tại Peru. Một chiếc mặt nạ vô cùng bí ẩn được sơn bằng máu người đã được tìm thấy trên đầu của một bộ xương cổ đại, được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ học thuộc dự án khảo cổ học Sica vào đầu những năm 1990, trong khi khai quật ngôi mộ cổ ở Peru. Và theo ước tính, ngôi mộ này có niên đại khoảng 1.000 năm sau công nguyên, thuộc về một người đàn ông trung niên sinh sống ở bờ biển phía bắc Peru từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 14. Và điều đặc biệt là hài cốt của người đàn ông này cũng được sơn màu đỏ tươi như chiếc mặt nạ và được phát hiện trong tư thế không đầu. Hộp sọ của người đàn ông đã bị cố ý tách rời khỏi hài cốt, được đặt ở phía bên phải hài cốt và được che bằng một mặt nạ bằng vàng có sơn màu đỏ. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được sắc tố đỏ trên mặt nạ đó là một loại khoáng chất có màu đỏ tươi được tạo thành từ thủy ngân và lưu huỳnh, gọi là chu sa. Nhưng dù bị chôn sâu dưới lòng đất hàng ngàn năm, bằng cách nào đó lớp sơn đỏ dày từ 1 đến 2mm vẫn bám chặt vào mặt nạ. Phải mất rất nhiều năm, các nhà khảo cổ mới giải mã được bí ẩn về vết máu trong lớp sơn đỏ trên chiếc mặt nạ vàng này.
Và trong nghiên cứu mới nhất, họ đã phân tích một mẫu nhỏ sơn màu đỏ để xem liệu họ có thể tìm ra thành phần bí mật gì lại giúp nó bám chặt vào mặt nạ đến vậy hay không. Các nhà nghiên cứu đã hết sức bất ngờ khi phát hiện ra rằng lớp sơn màu đỏ có chứa 6 loại protein được tìm thấy ở trong máu người. Lớp sơn cũng chứa các lớp protein có nguồn gốc từ lòng trắng trứng, nhưng các protein bị phân hủy cao, vì vậy không rõ trứng này thuộc loài chim nào. Nhưng các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng đó có thể là vịt Muscovy. Và lý giải cho việc hộp sọ của người đàn ông bị cố ý tách rời khỏi hài cốt, các nhà khảo cổ đã đưa ra giả thuyết rằng sự sắp xếp của các bộ xương trong ngôi mộ đại diện với mong ước sự tái sinh của nhà lãnh đạo Sican đã qua đời. Để mong ước trở thành sự thật, người xưa có thể đã phủ toàn bộ hài cốt trong lớp sơn đẫm máu này vì họ cho rằng nó đại diện cho sinh lực, sức mạnh hỗ trợ sự tái sinh. Văn hóa Sican luôn chú trọng nhiều vào các tập tục an táng. Những người sau khi qua đời được chôn cất với nhiều vật phẩm trang trọng. Thức uống đáng sợ của đất nước Peru. Một loại thức uống rùng rợn mà chắc chỉ có Peru kỳ bí mới có và dám thưởng thức, đó chính là sinh tố ếch. Với tên gọi là Jugo de Rana, sinh tố ếch là một trong những đặc sản hiếm hoi của Peru. Mặc dù không biết ai là người nghĩ ra món này, nhưng khắp mọi đường phố Peru đều không thiếu những hàng giải khát phục vụ hương vị độc đáo này. Được biết thì loại ếch được chọn phải là loài ếch sống tại hồ Titicaca với kích thước nhỏ và lớp da dày. Tuy nhiên thì quy trình làm ra chúng rất chi là đáng sợ. Điều chú ý khi thưởng thức món sinh tố đặc biệt này là sinh tố ếch phải dùng ngay sau khi chế biến, bởi vì nếu để lâu các thành phần sẽ tách nước, làm món này khó uống hơn. Và những người dân vùng núi Andes tin rằng hỗn hợp từ nước ép từ những con ếch ở hồ Titicaca có khả năng chữa được nhiều căn bệnh cho cả trẻ em và người lớn. Nên mặc dù chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh nó thực sự có tác dụng tốt đối với sức khỏe, thế nhưng người dân nơi đây vẫn có niềm tin mãnh liệt vào những con ếch này, bởi họ tin chúng có tác dụng giải tỏa căng thẳng, chữa được bệnh hen suyễn và viêm phế quản. Sinh vật kỳ lạ ở Peru. Ở đất nước Peru không chỉ là cái nôi của nền văn minh Inca rực rỡ với những cảnh quan tươi đẹp, những sinh vật nơi đây cũng rất là kỳ lạ, như là đất nước của nó vậy. Ở Peru có một loại sinh vật biển rất kỳ lạ có tên là Piura chilensis. Trong bề ngoài, sinh vật này trông không khác gì một tảng đá cả. Hầu hết mọi người không nhận ra chúng là một loài sinh vật, nhưng bên trong nó lại là một cơ thể sống. Vì thế, chúng được coi như là một loại đá sống tại đây. Con này chỉ sống như các dải đá ở các bờ biển thuộc Chile và Peru. Chúng sống và trao đổi chất bằng cách hút nước biển rồi lọc các loại tảo và vi sinh vật thông qua hai ống dẫn. Đây là một loại sinh vật hiếm thấy và chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn. Piura chilensis được bao phủ bởi một lớp vỏ dày giúp chúng có thể ngụy trang và hòa cùng với môi trường sống với những sinh vật xung quanh. Bên trong cơ thể sushi của nó là một hệ cơ quan sống, phần thịt bên trong của nó có thể dùng để chế biến món ăn. Một loài động vật khác mà chỉ có ở Peru nữa, đó chính là loài rơi ma cà rồng. Sở hữu có cái tên đáng sợ như vậy là bởi loài này chỉ có thể sống bằng máu của các loài vật khác. Nó giống như là quỷ hút máu ở trong thần thoại vậy. Thành phố kỳ lạ nhất hành tinh, suốt 600 năm không có lấy một giọt mưa. Thành phố kỳ lạ này chính là Lima, thủ đô của nước Cộng hòa Peru. Thành phố này cũng bình thường như nhiều nơi khác ở trên thế giới, ngoại trừ một đặc điểm vô cùng kỳ lạ, đó là vấn đề về thời tiết. Lima là nơi có lượng mưa ít nhất trong tất cả các quốc gia trên thế giới, nên được gọi với cái tên là thành phố không mưa. Ở đây cũng không hề có sấm chớp, không có băng và cũng chẳng có tuyết. Chính vì quanh năm suốt tháng không có lấy giọt mưa nào, nên người dân nơi đây không bao giờ phải mua áo mưa hay là ô dù. Và một điểm đặc biệt nữa là thành phố này không cần làm cống thoát nước vì có mưa đâu mà lo ngập lụt. Vậy nên, một vài ngôi nhà ở đây chỉ đơn giản được làm bằng bìa cứng thôi, và một số ngôi nhà thậm chí còn không cả có mái che, đến nỗi mà nhiều người dân còn chưa từng được thấy mưa trong suốt cuộc đời của mình.